Trong thời gian hai ngày, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 8, xã Kỳ Sơn đã tổ chức thành công hội trại thanh thiếu nhi năm 2023 với chủ đề vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thời đại công nghệ số. Tham gia hội trại có 10 chi đoàn thôn và một chi đoàn khối trường học. Hội trại diễn ra sôi nổi với các hoạt động như đồng diễn các câu lạc bộ hè, tổ chức cắm trại, trang trí và thuyết minh chấm trại đẹp thi các câu lạc bộ hè, giao lưu văn nghệ với các hoạt động đốt lửa chạy cùng các bản DJ sôi động, các hoạt động tập thể, các trò chơi team building đầy ý nghĩa tạo nên không khí vui tươi, thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên thanh thiếu niên tham gia. Ở phần thi cắm trại, 11 đơn vị tham gia trại hè đã làm nổi bật chủ đề bằng nhiều hình thức sinh động hấp dẫn với sự sáng tạo, các đoàn viên thanh thiếu nhi đã tận dụng được những nguyên vật liệu sẵn có để làm nên hình ảnh hội trại đầy sức sống, thể hiện được sự trẻ trung, năng động, ý nghĩa riêng của từng trại hè, đồng thời cũng là dịp để các thế hệ thanh thiếu niên trong toàn xã hiểu sâu sắc thêm và tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương. Tại đây, đêm giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại thắp lên ngọn lửa đoàn kết, gắn bó giữa các chi đoàn xã Kỳ Sơn thành một khối đoàn kết. Hội trại thanh thiếu nhi năm 2023 xã Kỳ Sơn thực sự là ngày hội lớn. Là cơ hội để các em thanh thiếu niên được giao lưu, học hỏi văn hóa, văn nghệ và phát triển giáo dục. Là sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia sau thời gian dài tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19 thông qua các hoạt động tại hội trại đã lồng ghép giáo dục các kiến thức kỹ năng sống các trò chơi tập thể tạo điều kiện để các em thể hiện vai trò kỹ năng sinh hoạt cộng đồng tinh thần đoàn kết giao lưu học hỏi việc tổ chức hội trại là một hoạt động thường niên của xã kỳ sơn nhằm tổng kết đánh giá các hoạt động hè trên địa bàn dân cư thông qua hội trại nhằm tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức bồi đắp lý tưởng niềm tự hào cho thanh thiếu niên nhi đồng về truyền thống cách mạng vẻ vang của đảng của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tạo phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp của thanh thiếu niên trong toàn xã đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng chính quyền địa phương và toàn xã hội trong việc chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng đây cũng là hoạt động nhằm động viên tuổi trẻ phát huy tinh thần sung kích hăng hái thi đua học tập đạt thành tích cao trong năm học mới phấn đấu để trở thành những người có ích con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác hồ, những chủ nhân tương lai của đất nước, góp phần tích cực xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Kết thúc hội trại, ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba ở nội dung thi văn nghệ, thi các câu lạc bộ hè và giải trại đẹp cho các đơn vị đạt thành tích cao ở các nội dung thi. Hội trại Thanh Thiếu Nhi xã Kỳ Sơn năm 2023 đã thành công tốt đẹp, một hội trại tràn đầy màu sắc sôi động hấp dẫn để lại nhiều ấn tượng sâu đậm những tình cảm khó quên và hơn hết là một tinh thần đoàn kết đồng lòng để cùng nhau quyết tâm chung tay xây dựng quê hương kỳ sơn ngày càng giàu đẹp văn minh